Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tài Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại đến với một cái sự kiện mới nha mọi người, mà sẽ Iceland. Và ở cái sự kiện này thì anh em mình có cái gì đặc biệt và thú vị nào? Chúng ta sẽ có những cái phần thưởng khá là ngon nha. Rồi, đi nghe nhẹ coi. Những cái phần thưởng anh em mình sẽ có được là, ôi chà, đầu tiên thì anh em mình cần phải đưa cái bé yêu này đi hen. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ có được một cái thành viên legend mới nha mọi người. Thuộc dòng đó chính là NL. Đây, xem thử coi. Wow, được gắn một cái viên ruby ở dưới ngực hen. Rồi, trên đầu thì có một chiếc viên nữa. À, trên tay thì hình như là đeo một chiếc đó các bạn. Ôi chà, đây giống như là một chiếc nhẫn hen. Rồi, tại sao nó đeo có một bên thôi hen, còn bên đây là không có nha mọi người. Hiệu ứng thì ứng người lên, à rất là đẹp. Và mang thêm một cái bé bét nữa hen, một cái con heo nhỏ. Rồi và các bạn ơi, anh em mình thì hôm nay sẽ quậy nhẹ ha. Để mình coi coi chúng ta sẽ đưa cái bé yêu này đi nha. Wow, ở đây chúng ta có một chiếc rương. Và các bạn ơi, hôm nay thì có nhận mở những cái gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần những cái gói VIP thì có thể liên hệ với mình. Mình mở thì cái giá trong game nha, kèm thêm một ít phí nữa ha mọi người. Rồi mình mở thì có hóa đơn nè, với lại đó là mình mở không có nhận, mình không có nhận mở giá rẻ, cho nên các bạn yên tâm và cái nick của các bạn là sẽ an toàn ha, không có lo bị ban nick hay bị khóa nick nè. Với lại là mình cũng có bán những cái nick rồng cho mọi người nha, anh em nào đang cần những cái nick rồng để chơi game có thể liên hệ trực tiếp với mình ha. Wow, và cũng có bán luôn những cái orbit ha các bạn, những cái mảnh rồng cho các bạn để anh em có thể nâng sao hoặc là summon ha. Rồi còn bây giờ thì ui cha, anh em mình nhận được cái chiếc chìa khóa và chúng ta sẽ giải cứu thêm được một cái thành viên. Ui chà, hết điểm rồi các bạn ơi. Ui, Dragon City đang muốn bán mình 79.000, là chúng ta được 1.400 các bạn. Rồi, bây giờ thì ra ngoài thu hoạch nhẹ sương sương để kiếm điểm. À, nhiệm vụ event này thì chúng ta sẽ đến với là thu hoạch thức ăn, với lại là thả 5 quả trứng rồng ra nha. Thức ăn, ui chà, anh em mình chưa mua luôn hả? Wow, ca này hơi khoai nha, mua cái này hơi bị lố rồi. Rồi, thu hoạch thức ăn với lại là thả vào những quả trứng rồng ra. Nhưng mà ở đây anh em mình để coi coi, những quả trứng thì ở đây anh em mình đang có đó là từ tầm khoảng 2 bé ha. Rồi ở đây anh em mình sẽ có 2 bé hệ đất. Sau khi mà thả xong thì anh em mình xử nó luôn. Và ở đây anh em mình sẽ có một con legend các bạn à. Em này thuộc dòng là Mitsikas ha. Wow, thành viên này thì cũng khá là đặc biệt và xịn sò. Rồi anh em mình xem thử coi. Ui chà, để cho em này lên level nha các bạn. Con này thì chắc cũng khá là mạnh rồi, thuộc dòng Mitsikas mà, có cái huy hiệu trước ngực luôn. Ui, biến hình thành công đây. Em này chắc là có 3 cái skin chứ ha. Đúng luôn các bạn ơi, đây là Yon skin ha. Khi mà lên level tầm khoảng 10-15 thì nó sẽ có thêm một cái skin mới nữa. Wow, khá là đặc biệt và thú vị. Chắc có lẽ là mình cho nó lên tầm khoảng 30 đi nha. Ui chà, có một cái bé bét đi theo, rất là ngầu luôn. Anh em mình sẽ đổi tên cho nhân vật này nha mọi người, Hante Channel. Đó, ok nha, cho lên 31-32 luôn. Rồi, tầm này thì chúng ta sẽ quậy nhẹ ha. Con này tên là Ghost. Rồi, tới công chuyện luôn. Mang bé này đi quậy được không ta? Tầm này thì level hơi thấp cho nên chiến đấu chắc cũng hơi bị khoai một tí. Thử coi, anh em mình mang cái bé này là Ghost D. Đây, level là 30 ha, vô kèo. Wow, 25. Rồi, 32 solo với là 25. Hiệu ứng chiêu của chúng ta thì phải nói rất là đẹp luôn nha mọi người. Nó tạo ra một cái đâu rồi, làm lại cái nữa coi. Đó, giống như là một cái đầu lâu hay các bạn, bay lên. Ôi, nhìn rất là cute luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu dòng số 8 hay gọi là chiêu huyền thoại đi. Một mình cân được cả 3 không nhờ? Hai con rồi các bạn ơi. Ui, cái này sát thương nhân 2 là cân được 3 luôn. Wow, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Nâng sao, làm nâng lên level xong rồi, anh em mình còn được đi mang đi bế, đi chiến đấu các kiểu luôn. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là, đây, ca này cũng hơi khoai ha.
Chúng ta sẽ xài khả năng đánh lan nha mọi người, đến từ Heinrich Kalmas. Wow, sau khi mà đánh lan xong thì mình sẽ nhờ đến cái bé mới của chúng ta. Ui, con này cưng phết luôn. Tới công chuyện lần này sẽ là tuyệt chiêu lá ha. Rồi, chiêu cuối của anh em mình sẽ là ùi lá luôn đi, sát thương đam nè. 19 canh. Ui, ngon lành luôn. Rồi, tới công chuyện nữa luôn ha. Khu vực West này là anh em mình chiến đấu là thoải mái luôn. Có Heinrich Kalmas luôn. Ở đây thì Heinrich của mình đó là mình level là 45 ha. Lượng đam ổn, đủ để có thể giảm cái lượng máu của tên bạn nha. Anh em mà lên, anh em mình mà cho con này lên 50 cái là nó quýnh ba con này đi du lịch xa bờ liền. Nó không còn có gọi là giảm máu nữa mà nó xử người ta luôn các bạn à. Wow, anh em nào mà chưa có like đừng quên để lại một cái nút like nhẹ ủng hộ cho Hentai Channel nha mọi người. Và chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký luôn nha. Wow, victory. Rồi, ồ chả đây anh em mình hết chỗ đánh luôn rồi đó hả. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ra ngoài ha. Nhiệm vụ, à nhiệm vụ tem lần này là nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực arena nha mọi người. Và các bạn biết rồi đó, khu arena này thì nó hơi bị khoai nha. Anh em mình cần phải mang những cái thành viên gọi là xịn sò của chúng ta ra chiến mới gọi là ok được. À, ở đây thì mình mang cái con Heinrich mới nha mọi người. Đây, Heinrich mới là nó có cái chiều tam giác đúng không? Đó. Thêm thành viên nữa là Heinrich Kalmas. Và đây là bộ ba đặc biệt nha mọi người, sở hữu sức mạnh khá là bá đạo luôn. Rồi, anh em mình đi càn quét nha. Đây rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ thể hiện kỹ năng bằng tuyệt chiêu sát thương nhân 2 nha. Wow, căng vậy, tuyệt chiêu quýnh lan nè. Rồi, ui, bé này là rồng mắt đỏ. Đó, mình thì mình hơi bị thích cái thành viên đặc biệt này nha mọi người. Với cái chiêu VIP thì anh em mình gọi là lụm te tua tơi tả luôn ha. Wow, mạnh mẽ dữ. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với chiêu đặc biệt của AS ha. Bé này thì anh em mình lấy một cái lượng máu khá lớn để tăng đam các bạn à. Victory, bế thêm được một cái chiếc rương về đây. Rồi, rương này là rương Legend ha. Ô, đội hình gì mà bèo vậy? Kiếm cái tem nào nó ghê ghê nè, mình quýnh cho nó máu lửa ha. Tem mình hiện tại thì cũng không ngán bất kỳ cái tem nào đâu. Gọi là chơi là khô máu luôn ha. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đi khèo nhẹ với khả năng đánh lan nha. Wow, rồi, ổn áp các bạn à. Ôi ôi, mình không có hy sinh là được ha. Khả năng đánh lan thêm một lần nữa, khử nhẹ. Ây, khử được một thành viên thôi các bạn ơi. Rồi, ca này thì anh em mình nhờ tới cái bé AS đi ha. Heroic VIP các bạn. Rồi, tới công chuyện luôn. Đây, ôi tên bạn có Kalmas cơ. Nhưng mà con Kalmas này thì level của nó là 55 thôi. Nhưng mà tên bạn còn có thêm một cái em đặc biệt. Con này sau khi chết nó sẽ hồi sinh lại đồng đội nha các bạn. Đó, chúng ta để cẩn thận thì mình sử dụng luôn chiêu VIP nha. Ui, kích hoạt miễn nhiễm sát thương. Và tên bạn đang sử dụng kỹ năng đặc biệt để chơi trò bơm máu các bạn ơi. Wow, còn anh em mình khử như vậy là tên bạn nó khỏi ra luôn các bạn. Cái con này là nó ở bên trong luôn chứ nó không còn được ra ngoài nữa ha. Lại một lần nữa kích hoạt miễn nhiễm sát thương và tên bạn nó đã bế mình luôn rồi mọi người ơi. Cay nhờ. Rồi anh em mình chơi trò bơm máu đi các bạn ơi. Đó, biết lắm mà nó quýnh lan rồi. Mình sợ con bên trong này nó ngủm nè, cho nên lật đật xài chiêu bơm máu liền đấy. Bây giờ anh em mình dồn cho chiêu VIP đi. Lại một lần nữa kích hoạt miễn nhiễm sát thương. Cay quá nhờ. Kích nữa các bạn ơi. Ôi, cái con này nó làm anh em mình khoai thiệt chứ. Rồi, bây giờ chúng ta chơi trò bơm máu đi ha. Để nó xài chiêu quýnh lan thì cái con bên trong của mình nó không có bị chết các bạn à. Và anh em mình cũng đang có sát thương nhân 2 luôn. Tới công chuyện liền nè.
Đây. Victory hand. Rồi, ổn áp các bạn à. Wow. Đây, đội hình này thì có một cái bé heo mập. Một cái bé heo đỏ đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh thuộc dòng là Mitsikas nha. Ở đây thì anh em mình sẽ sử dụng kỹ năng Quýnh Lan đi. Wow, cả ba thành viên bây giờ mình xài chiêu Quýnh Lan của con thứ hai, Heroic Vip. Đó, giờ xài luôn cái chiêu Quýnh Lan của con thứ ba. Ở ba con nó chơi dày thì thiệt tình là ôi ngon lành luôn các bạn à. Bây giờ mình chuyển là mình xài cái chiêu Quýnh Lan của con đầu tiên đi hen. Đây. Quá nhẹ nhàng luôn anh em ơi. Rồi, đội hình tiếp theo. Hiện tại anh em mình đang nằm ở Master 2 thôi, chưa lên được Master 3 nữa. Wow, ôi Snapper mà bây giờ hình ảnh không tải nổi luôn hả. Ôi, thôi kèo này thì vô luôn ha. Mình tính là kiếm cái tem nào nó ghê ghê tí. À, nhưng mà không có thì đành phải xài đỏ cái tem này bạn hen. Rồi rồi, anh em mình xài chiêu đặc biệt luôn. Kích hoạt mê nhiễm sát thương thì các bạn biết rồi đó, Kalmas của mình không mất bất kỳ giọt máu nào. Lại một lần nữa kích hoạt miễn nhiễm các bạn à. Ôi, bà ấy đã hồi sinh cho con Heroic bên trong ha. Dòng Kalmas thì các bạn biết rồi đó, lượng sát thương của mình gây ra hơi gắt luôn, 475.000. Sát thương em mình đang được tăng thêm 42% nha mọi người. Wow, 119k victory ha. Rồi, xương xương. Bây giờ để mình coi coi đội hình tiếp theo anh em mình sẽ chiến sẽ là team như thế nào đây. Wow, lần này thì có một bé Kalmas. Rồi, anh em mình sẽ cùng nhau me nhẹ cái thành viên này nha. Xài chiêu VIP luôn các bạn à. Sau đó thì mình cho Heroic Kalmas đi. Với khả năng đánh lan anh em mình vẫn cưa được. Ui, vô tình kích hoạt khả năng miễn nhiễm của bé yêu này rồi. Càng thế nhờ. Rồi, không sao các bạn à. Wow, sát thương nhân 2. Ui, mém đi du lịch với cái con này rồi. Tính ra là cái em Legend này cũng rất là lợi hại. Ây, nó kích hoạt miễn nhiễm các bạn ơi. Và anh em mình đã gãy giáp rồi. Không đùa với thành viên này được ha. Ok, victory. Đây, win 6 trận nha. Rồi, cổ lên. Bây giờ thì anh em mình nghĩ nhẹ thử. À, nhiệm vụ thì mình cũng đã hoàn thành rồi. Chỗ này thì chúng ta ây, chơi cái Advent này cái nha mọi người. Tính ra là anh em mình chưa có quậy Advent ở nick này luôn ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng tạo cái kỷ lục Guinness. Rồi, và anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hunter một lượt đăng ký nha. Và Hunter thì có nhận mở những cái gói VIP trong game nha mọi người. À, anh em nào đang cần mở những cái gói VIP á, thì có thể liên hệ trực tiếp với mình nha. Và mình mở thì cái giá trong game nha, kèm thêm một ít phí nữa ha. Rồi, mình mở thì có hóa đơn cho nên các bạn yên tâm nha. Không có lo bị khóa nick hay là bị ban nick hen. Hay chà. Rồi, chỗ này thì chúng ta cố gắng quậy coi nào. Ôi, 51. À, và mình cũng có những cái nick game để bán cho mọi người nha. Anh em nào đang cần những nick để chơi game thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook nha. Link thì bên dưới phần mô tả của video nha mọi người. Rồi, bây giờ anh em mình đã lên được cái mức gọi là 98 rồi nè. Rồi, 102 nha. Kỳ vọng của mình đó là đạt trên 100 nha mọi người. Bây giờ là chúng ta sẽ cố gắng kiếm gọi là thêm nữa. 106. Wow, 110 rồi. Ôi, 114 rồi các bạn ơi. Wow, 119 rồi. Cái con số hơi bị nhiều rồi hen. Ây cha,
nó rơi ngay vô cục đá như vậy thì thiệt tình là mình không biết chạy đâu cho khỏi. Rồi chỗ này anh em mình sẽ nhận thêm được 10 viên game nữa nha. Anh em mình xem quảng cáo thì sẽ nhân 2 phần thưởng nha mọi người. Wow. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài ha. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là khu vực list đi. Đây khu này anh em mình gõ được tầm khoảng là 3 hiệp nha mọi người. Ôi ở tập trước thì chúng ta đang đến với là thần mộc đúng không? Bây giờ thì anh em mình sẽ phải đổi rồng thôi. Kiếm cho bé nào à xịn sò một tí review anh em xem hen. Đây để xem hôm nay chúng ta đến với cái bé legend nào đây. Wow cái dàn legend ở cái nick này cũng khá là kinh khủng nha mọi người. 5 sao đầy luôn. Không chỉ là một con mà cái này là rất nhiều các bạn à. À có cái bé Pixel nữa nè. Rồi chúng ta sẽ chọn nhẹ cái bé Pixel này ha. Level là 50 các bạn ơi. Wow nghe nhẹ thử coi. Rồi solo nhẹ với tên bạn. Wow mạnh mẽ dữ. Ui tên bạn thuộc dòng đó là Mythicast các bạn ơi, 5 sao. Anh em mình cầm cự không nổi ha. Rồi thành viên tiếp theo thì ui con này nó còn cái khả năng hồi sinh cho nên nó chưa có ngẫm. Ok bây giờ anh em mình sẽ đến với là hồi sinh đồng đội. Đó bé yêu của anh em mình trở lại và lợi hại hơn xưa. À ở đây mình còn cái Heroic VIP. Anh em mình cưa nhẹ máu của tên bạn. Ui cưa nhẹ thôi mà lỡ tay đẩy luôn hai con nó đi du lịch xa bờ các bạn à. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là ui cái này. Con này là lôi nó ra là không ổn các bạn ơi. Nó quýnh một cái là mấy con kia nó đi du lịch hết trơn luôn ấy. Mới có level 60 thôi mà cái lượng đam của cái bé đó nó rất là gắt rồi. Wow. Rồi rồng phun lửa hả mọi người. Mình thấy là nó phun ra một cái gì đó để tạo sát thương nha. Ôi đam con này mạnh nhất sẽ là chiêu gì ta. À chiêu huyền thoại. Yeah hạ được một con rồi ha. Bây giờ thì đến với bé này đi. Ui mạnh mẽ dữ. Rồi sau khi bé yêu ngẫm của tỏi thì nhân vật đặc biệt của chúng ta lao ra và sử dụng chiêu VIP hen. Victory. Ok sương sương là anh em mình cũng lụm được ha. Rồi ở đây mình đang có sát thương là nhân 2 nha mọi người. Wow cho bé yêu ra thể hiện kỹ năng liền. Lắm. Ôi rồi đam mà to nhất sẽ là chiêu này. Wow chiêu này có 5000 mấy hả. Ủa 50 mấy này 58. Chiêu này đam to hơn nha mọi người. Rồi tới công chuyện luôn. Vị trí này chúng ta sẽ đến với thành viên này ha. Sau khi bé này mà nó ngụm thì nó sẽ hồi sinh lại con kia nữa. Ôi trở lại thêm một lần nữa ha. Rồi với lượng máu trên cả 100.000 luôn các bạn à. Victory. Rồi và các bạn ơi anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.